chuyện gì đã xảy ra với anh chàng nhỏ bé này? Có vẻ như nó đã chết. Chờ đã, nó vừa sống lại à? Điều đó trông rất đáng ngờ. Nó đã làm điều đó như thế nào? Đây là một loài thú có túi và ngoài kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, nó còn có những đặc điểm quan trọng khác mà bạn có thể ngạc nhiên. Và giải thưởng cho cái chết giả hay nhất sẽ được trao cho: với vẻ ngoài đáng yêu, bộ lông mềm mại cùng đôi mắt đen tròn và cách tránh khỏi kẻ thù hết sức ranh ma, những con thú có túi màu đen và xám này có thể được tìm thấy trên khắp Bắc Mỹ và một số vùng của Nam Mỹ. Đừng nhầm chúng với loài thú có túi có nguồn gốc từ Úc, New Zealand và Trung Quốc. Chúng có thể có tên tương tự, nhưng chúng là những loài động vật rất khác nhau. Khuôn mặt dài nhọn, đuôi và tai không có lông của chúng có thể khiến một số người nghĩ rằng chúng là một loài chuột lớn. Possum là loài sống về đêm, nhưng bạn cũng có thể phát hiện ra chúng vào ban ngày. Một khi mà chuyển lặn, chúng sẽ săn lùng bất cứ thức ăn nào mà chúng có thể lấy được. Lịch sự không phải là một từ để mô tả những sinh vật này. Mặc dù trông khá hung dữ và có nhiều răng hơn bất kỳ động vật nào có vú khác ở Bắc Mỹ, nhưng thú có túi thường không hung dữ, đặc biệt là đối với con người. Khi những kẻ săn mồi như cáo, sói đồng cỏ hoặc chim săn mồi đến quá gần, chúng sẽ khoe ra 50 chiếc răng nanh của mình với hy vọng xua đuổi kẻ thù. Nhưng đó không phải là chiến thuật duy nhất trong cách tự vệ của chúng. Chúng có thể lừa gạt kẻ thù nghĩ rằng chúng đã chết. Nhưng những con vật này có cố ý làm điều này không? Khi bị đe dọa bởi một kẻ săn mồi, cơ thể của nó sẽ chuyển sang trạng thái không tự chủ. Nó rơi xuống đất, sùi bọt mép cứ như thể bị bệnh nặng. Sau đó nằm bất động với cái mõm há hốc và tiết ra chất lỏng màu xanh lá cây có mùi hôi từ các tuyến hậu môn. Điều kỳ lạ nhất về cơ chế bảo vệ của loài động vật này là phản ứng mang tính tâm lý, tiềm thức trước nguy hiểm hơn là phản ứng có ý thức. Vì các động vật ăn thịt thường thích giết con mồi hơn, nên chúng không hứng thú với những con mồi trông có vẻ đã hôn mê và thường bỏ đi. Possum có thể ở trong trạng thái này từ 2 đến 3 phút và vài giờ, cho đến khi chúng phục hồi khả năng vận động. Chúng không thể cảm thấy đau khi ở trạng thái này, chúng ngừng chớp mắt và không tự vệ, động vật ăn thịt được tự do làm những gì nó muốn. Chúng là động vật có túi, có nghĩa là chúng có quan hệ họ hàng gần với chuột túi hơn là chuột. Con cái của chúng sẽ ở với mẹ trong khoảng thời gian dài. Người mẹ có túi để những sinh vật nhỏ này có thể ở bên trong. Chúng thường sẽ sinh sản 2 lần mỗi năm và sinh tối đa 20 con một lần. Con cái chúng thường ở trong túi gần 100 ngày cho đến khi chúng đủ lớn. Tại thời điểm này, chúng nhảy lên lưng mẹ để được cõng cho đến khi chúng có thể tự đi lại. Chúng thích sống ở những khu vực có nhiều cây cối, đầm lầy và suối. Chúng cũng có xu hướng cùng tồn tại với con người. Việc chúng sẵn sàng ăn hầu hết mọi thứ là lý do tại sao chúng mang lại lợi ích cho hệ sinh thái. Chúng ăn xác động vật chết và chất thải có khả năng lây lan dịch bệnh và gây hại cho môi trường. Chúng cũng được biết đến về việc giữ cho các khu vực không có sâu bệnh. Họ ước tính rằng những con thú có túi có thể ăn tới 5.000 con bọ ve mỗi mùa. Bọ ve là loài hút máu và lây lan bệnh truyền nhiễm. Việc tiêu diệt chúng rất được hoan nghênh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.